Hello, kính thưa quý vị và các bạn, trong cái video clip lần trước á, khi mà mình chia sẻ một đoạn ở trong cái cuộc nói chuyện của gia đình ông cụ Lê Tùng Vân sau cái ngày mà họ đã hết hạn cách ly COVID-19 vào tháng 8 năm 2020 đó cả nhà. Đó, hết hạn cách ly nhưng mà họ không có được về sớm đó. Thì khi đó có nhiều bạn vào comment á, nói rằng nếu mà mình chỉ đưa cái đoạn video clip đó lên thôi không, mà không có bình luận, không có giải thích gì thêm á, thì nó sẽ làm nhiều người, một số người là người ta chưa hiểu cái vụ việc của cái gia đình tạm đó, cho nên khi mà người ta nghe á thì họ sẽ nghĩ là những cái người ở trong tạm đó là thật sự là bị ức hiếp ha. Nói chung là tại vì họ khóc lóc ở trong cái video clip đó rất là nhiều mà. Bởi vậy khi mà nếu mà mình không giải thích thêm á, thì nhiều người mà ta chưa hiểu cái vụ việc á, người ta sẽ nghĩ rằng là họ bị ức hiếp thật. Đấy. Thật sự á thì xin cảm ơn cái bạn mà góp ý đó rất là nhiều. Vì mình nghĩ kỹ lại á, thì cũng đâu phải là 100% người nghe đó, người ta đều hiểu cái vụ việc đó đâu. Đúng không cả nhà? Có rất là nhiều người, những cái người mà người ta chưa có quan tâm nhiều, người ta chưa có tìm hiểu á, thì có thể là khi mà nghe những cái người trong tà am đó họ khóc lóc, họ nói là vô trong trại cách ly thì bị người ta cách ra, người ta lấy xét nghiệm rồi người ta đàn áp thế này thế kia, thì người ta cứ ngỡ là vậy đó. Thế cho nên những ai mà còn hoang mang về cái ý đồ thật sự của tà am á, khi mà up lại cái đoạn video clip đó lên á, thì cả nhà nếu mà có nghe thì nên nhớ rằng á, là cái tà am á không bao giờ họ muốn chịu thua ai hết đâu, đúng không cả nhà? Hồi xưa giờ có gì mà đụng chạm tới họ, là đụng chạm đến lợi ích của họ là họ làm rần rần lên. Chẳng những đụng chạm lợi ích mà yêu cầu mà khều khều nhẹ thôi là làm rần rần lên à. Ví dụ như cái vụ mà họ lên trên đồn công an họ quậy rần rần tránh nè, hay là cái vụ đơn giản như Phi Thiên Ân nó mua đồ nó muốn bái sư thì cũng làm rần rần lên rồi báo công an thế này thế kia để cho nhỏ bị nhắc nhở đó. Nói chung là hầu như cái chuyện gì mà có dính líu nhẹ thôi là họ không bao giờ họ bỏ qua đó, đúng không cả nhà? Kéo lên đồn công an còn dám cũng dám làm nữa thì họ có sợ gì ai đâu nè đó. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại không up cái video clip mà sau khi cách ly đó, up lên ngay khi mà về đến nhà thì họ up lên đi, mà đợi tới mấy tháng sau, tới nay là 4-5 tháng gì rồi đó, lâu lắm rồi đó. Vậy mà bây giờ tới bây giờ mới âm thầm up lên rồi sau đó là vội vã ẩn đi đấy. Bởi vậy á, theo suy nghĩ của mình á, thì tà am họ không có sợ ai đâu, không phải sợ người ta, không sợ ai mà up lên là vội vàng xóa gì đâu, đúng không? Vì thật sự á, cả nhà nghe kỹ lại, ở trong cái đoạn video clip đó thì hầu hết những người ở trong tà am á, họ đều nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần à, họ nói rằng nếu mà sau này á tà am mà có cái chuyện gì á, thì cái lý do duy nhất gây cho bất lợi cho họ đó là vào cái ngày 8 tháng 8 đó, đúng không? Cái ngày định mệnh đó sẽ là đầu dây mối nhợ để sau này họ bị những cái rắc rối đấy. Tức là nếu mà mai mốt mà tà am có chuyện gì á, thì fan cuồng á hãy nhớ rằng á, trước đây vào ngày 8 tháng 8 là tà am đã từng bị ép buộc như thế này đó, như cái chuyện mà họ kể trong trong video clip đó, đúng không? Thì nó thẳng ra cái này là họ nói rằng những cái người bên y tế hay là những cái người mà cách ly họ đó là làm sai thế này kia, mà họ thực sự họ đâu có biết rằng khi thí dụ như bây giờ công an hay chăng nữa, hoặc là những cơ quan điều tra nào đó, người ta mặc đồ y tế để tiếp xúc với người cách ly là chuyện hoàn toàn bình thường đó. Mà trong khi á, tà am họ nói rằng chỉ có những người bên y tế thôi, mà họ đâu có biết rằng cái bộ mà áo của những cái người mà ở trong cách ly đó, người ta đều mặc áo xanh để giống như là đã nói cách ly mà, đúng không? Để che là cái vi khuẩn hay che này kia, che COVID. Vậy mà họ nói là họ chỉ làm việc với những cái người y tế thôi, mà y tế lại có quyền gì mà lại đánh đập hay gì đó, thì cái đó không biết đánh hay không nghe, họ chỉ nói thôi nghe, chứ chưa có ai thấy cái hình ảnh gì hết á. Thì rõ ràng á, đây là một cái hành động rào đón của tà am để họ nhắc nhở cho fan cuồng biết rằng á, là hãy chú ý đến cái ngày đó. Cả nhà thấy thâm thúy không? Vì thật sự á, nếu mà không có chuyện gì á,
thì tà am chắc chắn là vẫn còn giữ, vẫn còn để cái video clip đó giữ lại, chứ đâu có công chiếu lên, đúng không? Đâu có đăng lên làm gì. Họ giữ cái video clip đó để phòng thân. Còn hiện tại á, chắc có lẽ là cũng có rục rịch gì rồi, có rục rịch gì ở bên phía cơ quan hay sao. Hoặc là cái hôm mà họ nói rằng có bộ công an gì xuống tìm Jimmy đó, không biết bộ công an hay là ai kia, hay là an ninh người ta làm việc, có rục rịch gì đó, cho nên ngay sau khi đó họ up video clip lên liền. Cả nhà thấy không? Chắc có rục rịch gì rồi, cho nên họ mới tung cái video clip đó ra để khóc với fan cuồng thôi. Bên cạnh đó nữa là cái câu chuyện của Jimmy. Cả nhà nhớ không? Hai ba sự kiện nó trùng hợp một cách rất là đáng ngờ. Và theo như tối hôm qua chú Phạm Sưng có nói á, là nếu mà cái chuyện Jimmy và Tà Am á, thì nó có một cái dụng ý, nguyên sâu chuỗi lại những cái vấn đề đó thì có một cái dụng ý là họ muốn xem cái động thái của ông Thắng ra sao. Ví dụ như đưa Jimmy lên, hay là nói về có bộ công an, hay là đưa cái video clip cáo buộc rằng ông Thắng là người đứng sau cái vụ cách ly họ đó, thật sự là họ đang muốn nhìn cái động thái của ông Thắng như thế nào. Theo như chú Phạm Sưng nói á, thì nếu mà ông Thắng chọn cách hòa quản với Tà Am, tức là có bắt tay với nhau thế này kia đó, thì là quề cả làng, thấy không? Còn nếu á mà ông Thắng làm tới á, thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ, chẳng những sáng tỏ về chuyện Jimmy mà sáng tỏ luôn cả cái gia đình Tà Am luôn. Vì thế á, rất là nhiều người cũng mong muốn, nói chung là mong muốn rồi hy vọng nữa là ông Thắng sẽ làm tới luôn. Bởi vì cả nhà đã biết là ông Thắng đã nhận được cái đơn từ bên Bộ Công an chuyển xuống với Công an Thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì tất nhiên nếu mà ông Thắng nộp đơn chấp nhận tố cáo lên thì người ta sẽ làm tới nơi tới chốn thôi đó. Bởi vì nếu mà ông Thắng làm như vậy thì ngoài cái mục đích sáng tỏ của gia đình, không, tức là chuyện của gia đình của ông Thắng với Jimmy để sáng tỏ, để lấy lại danh dự, đúng không? Còn thêm một cái nữa là ông sẽ vì xã hội để làm sáng tỏ luôn một cái tập đoàn, một cái gia đình lừa đảo mấy chục năm đó. Bởi vì thật sự là không biết cái mong muốn của gia đình ta làm sao, giờ này mình cũng không có liên lạc, tại vì nghĩ rằng người ta cũng công an việc làm, mình cứ làm phiền người ta hoài cho mình cũng chưa có liên lạc. Nhưng mà hầu hết á, những anh em mà khi nghe chú Bông Sưng phân tích tới đó thì rất là mong ông Thắng hãy làm, nếu mà cờ tới tay rồi hãy phất luôn đi để cho mọi việc nó sáng tỏ, đúng không cả nhà? Bởi vì gia đình này nó quá nhiều khuất tất rồi. Và mới đây nữa thì ở trên cái group Lật Mặt á, lại có một cái status của cái anh tên là Chuyển Chiêu. Anh có tường thuật lại những cái chiêu trò, tiếp tục vạch trần thêm những cái chiêu trò cả nhà. Nào giờ thì mình biết quá nhiều rồi, không, bây giờ Chuyển Chiêu đâu có một sắp hồ sơ cổ nữa lấy ra, anh ta sẽ hứa là sẽ nói lên cho cả nhà nghe dài dài. Và mới đây thì có một cái status anh đang khởi đầu cho một cái series lật lại những cái khuất tất của Tà Am. Trong cái status thì có ghi sơ sơ là Thiền Am từ những năm 80-90 và đến sau này, họ hay chiêu dụ phụ nữ bằng nhiều cách. Một á, là sai các đệ tử ở trong đó ha, quay về để đem con cháu gia nhập viện Thiền Am. Ví dụ như là bà Ngọc Duyên Hương thì đem bà Cao Thị Cúc vô để cống nạp cho ông Lê Tùng Vân. Và không lâu sau thì bà này lại hạ sinh vài đứa trẻ. Bên cạnh đó có bà Cúc còn rủ em gái là cô Hồng lên tu chung. Nhưng mà sau đó chắc là không có chịu nổi cái cảnh gì đó của ông này, cho nên cô này đã về. Rồi bà Thiện Duyên Lan đem con là Ngọc Duyên Thủy vào Thiền Am để mẹ con cùng hầu thầy. Bà Thủy thì sanh đẻ cũng được một bầy con. Tất cả bọn chúng đều nằm trong cái chương trình thánh đức hết. Bà Thủy là bà gì đó, bà Hiền đó. Rồi Bủ Liên Xuân thì đem cô Thùy Trinh lên, và sau đó Lê Thanh Minh Tùng đã nói rất là rõ trong các live rồi. Đó là ba cái ví dụ sống động nhất về cách tạo ra nhiều môn đồ quyết thệ cho Thiền Am. Sau này cũng sẽ đến những cái bà, những cái cô khác, ví dụ như Trân Ngọc Sưng, Trân Ngọc Tiên, và còn Hằng Hà Sa Số Trân Ngọc nữa.
Dưới đây là nét chữ của người con mà đám ma của mẹ là bà Thiện Diên Lan mà không có về. Có tin đồn bà này đang bệnh nặng và sắp được chuyển lên vũ trụ. Thỉnh thoảng sẽ sai các đệ tử quay về nhà tìm kiếm tài sản, sau đó đem bán thành tiền hoặc sang tên cho thầy ông nội luôn, với danh nghĩa là thầy ơi con hộ thầy tu. Từ đó suy ra đây là một tà đạo tà am, mượn áo Phật, mượn danh trẻ mồ côi để xin tiền thiên hạ, để buôn thần bán thánh. Các bạn còn nhớ cái tấm hình ông Phật Di Lặc bị bỏ ngoài sân không? Đó. Còn ông Lê Tùng Vân thì ngồi trong hưởng hửi khói nhang hoa thơm cái gì đó, nhang thơm trái lạ. Tính tới thời điểm hiện tại ông Lê Tùng Vân ông đã được cúng sống mấy chục năm rồi, hưởng nhang khói trước khi chết, một chết khỏi đốt nhang luôn hả? Đó. Và đính kèm cái status này là những cái dòng chữ trong cái bức chỉ bằng cái chút thiệp đầu xuân như đó cả nhà. Chúc mừng năm mới của một trong những cái vị đệ tử khuyết thệ của ông Hồng Hạc Văn Du ha. Mình đọc luôn cái thư chúc mừng đó cho nó chiếc chữ thì ngoệt ngoạc cũng rất là khó đọc, ráng đọc cho cả nhà. Năm mới con kính chúc thầy đầy đủ sức khỏe, tinh thần sáng suốt, thần lực dồi dào để thầy hoàn tất bộ kinh để lại cho đời và ban phát những luồng điển thiên, ghê chưa, điển thiên giúp cho nhân loại tiến hóa, và con chúc thầy sống mãi với các con. Kính chúc thầy đi mây về gió, vân du về diều dắt khắp bốn phương để cứu độ chúng sinh sanh. Con được chọn con đường tu học, con kính dâng lời chúc đầu xuân với thầy con Ngọc Duyên Thủy. Ồ, ghê quá, đi mây về gió luôn. Những cái lời này rõ ràng là như vậy, là thì chúng ta thấy rõ ràng cái chuyện mà Hoàng Nguyên Nhất Nguyên sau này cứ đăng tải những cái vụ mà về Hồng Hạc Vân Du này kia cái nọ là rõ ràng là do ông Lê Tùng Vân ông nuôi đó, ông dạy dỗ từ nhỏ cả nhà, chứ không phải là do và Nguyễn Nhất Nguyên tự đặt ra rồi sai khiến lại ông Tùng Dân đâu, đúng không cả nhà? Rồi xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.